Xin chào, em là Ivy đây. Sao cô vẫn còn gọi cho tôi vậy? Tôi đã bảo là tôi quyết định đi tu rồi mà. Anh đang ở đâu? Ở đâu ư? Đừng hỏi những câu thừa như vậy chứ. Anh chết đi. Nếu chết đi mà có thể giải quyết được vấn đề thì tôi đã không phải đi tu rồi. Đồ đều. Cô cũng thế thôi. Bảng mạch 304 hãng Siemens. Nó đã được sửa lại. Tia hồng ngoại ở trên, dây cầu trì bên phải. Ta cho sang bên trái. Nhân tự đá đây, tôi muốn đặt cược. Sắp xếp cho tôi đường số 3 ngựa số 4, đường số 4 ngựa số 5, đường số 8 ngựa số 3, mỗi con 10.000 tệ. Kế hoạch BB. Tôi gần, tôi lĩnh lược được cái nhân sinh cái đạo lý, là phải hữu hạn để hoàn thành vô hạn. Trên thế giới này đàn bà vô hạn, còn sức lực của chúng ta là có hạn. Dùng sức lực có hạn để hẹn hò với đàn bà không giới hạn, bạn sẽ thua. Nên tôi quyết định sẽ không hẹn hò với nhiều cô, mà tập trung vào một cô gái giàu có. Đó là cách tốt nhất để trở thành một triệu phú, cưới một cô gái triệu phú làm vợ. Hay lắm. Anh cũng đồng ý à? Vượt nó đi. Vượt nó. Thêm chút nữa. Nữa à? Nhanh, nhanh. Nhanh, nhanh. Nhanh nào, thêm nào, thêm nào. Thêm nào, thêm nữa, 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 nữa. Thôi, thôi, thôi. Thôi, thôi. Lại thua nữa rồi. Chúc mừng. Đồ khốn. Xong rồi đấy. Sao cậu làm lâu vậy? Nhiều tiền quá. Đau quá. Đau quá. Cô Lý, đừng kích động như vậy. Làm sao một đứa bé ra được khi chân cô như vậy? Thư giãn, giang chân ra. Nhanh nào, nhanh lên nào. Cậu làm gì vậy? Cậu không biết tiếng Anh à? Đây là thuốc chữa đau bụng. Chỉ 89 tệ một lọ thôi. Cậu luôn lấy những thứ rẻ tiền. Cái này mới đáng tiền. 8.000 tệ một lọ đấy. Lấy cái gì giá trị và để những thứ rẻ tiền ấy lại? Nó đang ra rồi. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Đây rồi, đây rồi. Cô Lý là con trai. Ông chủ, xong rồi. Chúng tôi đang xuống. Rồi, tòa nhà B. B là Barcelona. B là Boy, thông minh lắm. Chúng ta gặp nhau ở tòa nhà Boy. B là Boy. Thư giãn đi. Trông tôi cứ như bà bầu vậy, còn anh thì trông như gã gù vậy. Làm sao tôi thư giãn được chứ? Hai vị à, xin lỗi. Đừng lý sự với tôi. Anh nghĩ người lưng gù hay bụng to không thể là bác sĩ chứ gì? Các anh không thể phân biệt lực lý sự với cản trở sao? Trung tâm, chào bác sĩ Tô. Có hai người đàn ông khả nghi đi ra từ phòng thuốc. Đây là việc khẩn cấp ư? Chạy mau! Chia nhau ra. Đừng để bị bắt. Còn nếu bị bắt, đừng nói tên tôi. Làm gì vậy? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Con số 3, số 3, số 3, số 3, số 3. Xin lỗi. Lẽ ra mình nên cược con số 9. Bố ơi.
Bình tĩnh nào, đừng quá đau buồn. Bố tỉnh lại đi, bố ơi. Xin lỗi. Tại sao? Anh là ai vậy? Họ ông ấy là gì? Họ Trần, xin lỗi tôi nhầm, xin lỗi. Xin lỗi. Bác sĩ, chúc mừng bà Lý. Rất dễ thương, nặng những 3,2 kg. Vậy sao, cho tôi bế cái nào? Đúng vậy, bà bế đi. Đáng yêu quá, con gái tôi thế nào? Cô ấy ổn, cô ấy đây rồi. Mẫn, con ổn chứ? Con giỏi lắm đấy. Con nhìn này, dễ thương quá phải không? Có đau lắm không? Cứ nghỉ ngơi đi. Bác sĩ Lý, ông có thể đưa nó... Đừng đi, Mẫn! Họ xuống tầng 3. Chúng ta đi thôi. Kiến Bang, em có nhớ em đã hứa gì không? Em nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau tới Alaska, rồi tổ chức đám cưới trong một nhà thờ màu trắng. Bây giờ chúng ta đi thôi. Lấy anh nhé. Nhưng em đã cưới Kevin rồi. Đưa con cho em. Em không... Em đã nói với anh, chúng ta không thể tiếp tục nữa. Đưa con cho em. Anh sẽ thay đổi. Hôm nay nhất định anh sẽ phải đưa em đi. Đứng lại. Này anh bạn, vòng cuối, đừng cửa con số 9 mà hãy cửa con số 6. Con số 6 à? Tờ báo này chẳng phải của mình sao? Tránh ra. Kiến Bang. Kiến Bang, Mẫn, đừng sợ. Giữ lấy cô ấy. Không, trả Mẫn cho tôi. Để cô ấy lại. Con tôi. Con ổn chứ? Trả lại con cho tôi. Mẫn. Bên kia, chặn anh ta lại. Nhanh lên, chặn anh ta lại. Đứng lại gần. Bình tĩnh. Đứng lại gần. Đừng làm vậy. Đứng lại gần tôi. Kiến Bang, anh muốn gì? Anh đã bắt Mẫn, bây giờ tôi muốn con tôi. Anh có coi tôi như một người anh không? Trả con lại cho tôi. Không. Kiến Bang, hãy làm ơn bình tĩnh. Bình tĩnh, đừng như vậy mà. Mẫn, hãy đi với anh đi. Hãy cùng nhau nuôi dạy con chúng ta. Anh điên rồi, trả con lại cho tôi. Đi với bố, đừng khóc mà. Con ồn ào quá. Đừng lại gần tôi. Các người làm gì vậy? Đứa bé, ra khỏi đây thôi. Con tôi, cẩn thận. Mẫn, đứa bé. Đứa bé, bắt lấy đứa bé, cẩn thận. Đứa bé, nó sao rồi? Kéo tôi lên đi. Đừng lo, nó ổn rồi. Tuyệt lắm, làm tốt lắm. Cảm ơn nhé. Làm tốt lắm.
Thuốc rơi hết rồi, tôi đã bảo đừng lấy thuốc mà. Đi mau lên. Chiếc này bao nhiêu mã lực? Đây là đồ chơi trẻ con mà. Trẻ con gì? Tôi hỏi về động cơ của nó. Trẻ con? Sao phải sợ vậy? Anh bạn, tôi chỉ đùa thôi mà. Thật ra là tôi thích chiếc này cơ. Tôi thích chiếc đắt hơn. Nếu anh cảm nhận được việc chạm vào sợi tóc, anh có thể mở bất kỳ cái khóa nào. Chạm vào tóc ư? Không thể nào. Trở thành giàu có với số tiền tí tẹo này ư? Nhìn này, phát tài rồi. Chạy đi. Chạy nhanh. Mẹ ơi, siêu nhân kìa. Anh Bảy, bảo ngư loại tốt đấy. Mỗi con giá 10.000 tệ. Đây là hơn 100 con. Cái này được đấy. Cửa ba. Nhà cái 7 điểm, nhà cái thắng. Bao nhiêu? 83.800 tệ. Có lẽ là đủ đấy. Sao anh không dùng thẻ tín dụng? Chỉ là mẹo nhỏ thôi. Thẻ tín dụng. Xem em còn thích cái gì không? Đợi anh ở cửa trước nhé. Được. Tốt thôi. Thưa ngài, đây là thẻ giảm giá ở nhà hàng sushi mà. Cô tưởng tôi không biết sao? Tôi để tiền ở đây. Đi thôi. Anh làm gì vậy? Anh muốn gây rối hả? Đã không dám liều thì đừng đánh bạc. Được thôi. Hãy nhớ trả tiền hoặc tôi sẽ đánh chết anh đấy. Tôi sẽ trả anh. Ông à, sao lúc nào ông cũng cho tiền vào két thế? Sao cơ? Đây là tài khoản an toàn nhất. Bà không biết sao? Bà xã à, con trai chúng ta đã mất lâu rồi. Bà đừng thế nữa được không? Nó đẹp quá. Nhưng anh vừa mua được một cái thậm chí còn đẹp hơn. Hơn 1 triệu đấy. Anh sẽ tặng nó cho em. Chị ơi, hãy thử sản phẩm này đi. Chuỗi hạt này được kết kỳ công lắm. Hãy thử đi nào. Nhân Tử Đà, trả tiền đi. Không được đi. Này anh bạn. Tôi quay lại đây. Tôi rất thích nói chuyện với ông đấy. Vì tôi không có gì để nói về mấy anh em này. Họ chỉ muốn đánh nhau. Anh thấy đấy. Anh có biết tại sao tôi hay mượn tiền của anh không? Bởi vì anh là người tử tế, anh có lương tâm. Tôi nói đúng chứ?
Còn trong tay. Cùng nhậu à? Tôi nợ anh 100.000 tệ. Tôi sẽ trả anh là 100 lần. Mỗi lần tôi đưa anh 1.000 tệ, được không? Tao rất ghét những đứa lắm mồm. Mày nghĩ tao là thằng ngốc sao? Đứng lại đó. Đứng lại đó. Anh bạn, tôi chỉ đùa thôi mà. Buồn cười lắm sao? Dừng lại, hoặc là tôi sẽ nhảy đấy. Nhảy đi. Anh không đùa đấy chứ. Nhảy. Anh không muốn trở thành kẻ giết người đúng không? Đúng, nhưng tao yêu cầu điều đó. Lấy máy quay ra. Vâng, đại ca. Nếu tôi chết, sẽ không có ai trả tiền cho anh nữa. Không tốt cho cả hai, phải không? Không tốt, tao không nghĩ thế. Vì gần đây có nhiều đứa trốn nợ, mày sẽ là bài học cho bọn nó. Nhảy, làm ơn đừng mà đại ca. Mày không muốn nhảy à? Không, không nhảy à? Không nhảy, không nhảy. Không nhảy này, không nhảy này. Mày biết tao đang nghĩ gì không? Không sao. Xuống mà bắt tôi này. Xuống à? Tao cho mày xuống này. Nhân tự đà. Mày không thoát khỏi tao đâu. Anh đang làm gì vậy? Sửa máy điều hòa, không có gì đâu. Vào nhà đi. Đại ca, cảnh sát đến. Cảnh sát à, đi thôi. Nhân tự đà. Mạc Sở Địch, thật là trùng hợp. Tôi không để ý thấy anh. Lúc nào cũng cùng một cầu cụ dích. Sao anh không tới buổi họp lớp hôm qua? Họp lớp à? Không ai bảo tôi cả. Không ai bảo sao? Không mà. Lớp tiểu học hay trung học? Tiểu học, đi thôi. Anh không cần làm thế này với bạn học cùng lớp chứ. Nếu chỉ chơi mặt trược thì anh đâu cần phải nhảy như vậy. Anh còn giỏi hơn bố em nữa đấy. Anh làm sao so với bố em được? Bố em là một trong 10 ông trùm châu Á. Nếu anh được một nửa như bố em thì đã hài lòng lắm rồi. Bố em chắc chắn sẽ rất thích anh đấy. Anh cũng thích bố em lắm, cả em nữa. Có phải anh đang tiến bộ trong tiếng Anh không? Anh muốn đi lấy mấy điếu xì gà trong xe. Chờ chút nhé. Đứng lại. Đứng lại, đợi tôi ở đây. Đứng lại. Có chuyện gì với em vậy? Có vấn đề gì với em thế? Sao lại ăn mặc thế này? Em không biết đây là một nơi sang trọng sao? Thông minh một chút đi. Em không cần ăn mặc thế này để theo dõi anh. Anh muốn ly hôn. Em đang làm việc mà. Tất nhiên anh biết. Em đừng ăn mặc buồn cười thế này. Xin nói cô ấy thấy anh ở đây. Nên em thấy một cô gái trong nhà. Tất nhiên là một cô gái. Phụ nữ cũng có thể là đối tác kinh doanh chứ sao? Ai dám nói các ông chủ đều là đàn ông chứ? Em không tin anh gì cả. Chia tay. Anh đã không ở nhà cả tháng trời. Em nhớ anh. Nhớ anh. Nếu anh không ngu ngốc cưới em khi mới 18 tuổi, anh đã không trở thành thế này rồi. Anh thậm chí không thể thở nổi, không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa. Ly hôn. Em xin lỗi mà. Xin lỗi ư? Em không cần xin lỗi anh. Hãy xin lỗi chính em đi. Xin em, hãy đi học đi. Nếu em học tốt, em sẽ không phải làm việc vất vả thế này nữa. Không phải ăn mặc như thế này. Em có biết cái gì cần cho cuộc sống vợ chồng lâu dài không hả? Đó chính là lòng tin. Không gian. Bây giờ anh thậm chí không thể thở được. Chia tay đi. Làm sao được? Em có thai rồi. Sao cơ?
Sao? Em có em bé rồi. Sao có thể thế được? Lần cuối cùng anh thấy em là khi nào? Đêm hôm đó anh say, và anh đã không dùng biện pháp tránh thai. Đó là bài học cho em. Em biết anh không dùng mà. Em nên để anh ra chứ. Em chả biết gì về tránh thai cả. Em hoàn toàn không biết gì cả. Em biết là con cái... Anh thực sự không muốn có con. Nó sẽ ràng buộc chúng ta. Tệ lắm. Em có chắc 3 tháng rồi phải không? Thôi, tìm một trung tâm rồi xử lý càng sớm càng tốt. 3 tháng, em không thể để lâu hơn được nữa. Anh yêu em mà. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nữa. Đã nửa đêm rồi, làm sao em có thể đến bệnh viện như thế này? Bắt xe buýt đi đi. Vào trong đi. Vào trong đi. Nói cho tôi biết, nhân tự đà ở đâu? Nó chết rồi. Bình tĩnh đi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Luật cũ, sơn một chút sơn đỏ, kiếm mấy bức tranh, một cái cửa ra vào và cửa sổ sơn đỏ. Được chứ, đừng giận, giữ gìn sức khỏe nhé, xin lỗi. Tự đà về thăm bố hả? Vâng. Sao anh gọi hắn? Đừng nói gì về hắn đấy, thật đáng ghét. Xin lỗi, tôi đang làm việc. Sơn một ít sơn, nhanh lên. Đây là việc của tao, đừng gây rối ở nhà tao. Anh bỏ trốn, tôi không biết ở đâu. Bọn tôi chỉ đến đây tìm anh thôi mà. Anh làm gì thế này? Giữ lấy. Tao sẽ trả bọn mày tiền ngay khi tao có. Nếu mày còn làm phiền gia đình tao một lần nữa thì liệu hồn đấy. Kéo nó lên. Đông đủ quá nhỉ? Mọi người đều ở đây cả. Hai chị em sinh đôi. Bé Linh cao hơn rồi đấy. Lại đây, chú mua quà cho các cháu nhiều lắm. Tất cả các cháu đấy. Cứ chọn cái nào các cháu thích nhé. Cả cái này nữa này. Cái này cho em Tư. Cái này cho em Ba. Của em chiếc gối hệ thống sưởi. Bố. Cái này biếu bố. Con biết bố bị đau lưng. Đây là máy massage điện. Mày còn về đây làm gì nữa? Không phải đã chết rồi sao? Bố đừng nói những lời như vậy. Mày là thằng hư hỏng. Nhìn lại mày xem. Mày có giống khi còn nhỏ không? Mày đã trở thành như thế này sao? Ta đã bảo mày học hành tử tế hơn để có thể trở thành luật sư hay bác sĩ. Ta còn cầu cạnh hiệu trưởng cho mày vào trường tốt nhất. Ta không hiểu tại sao mày lại trở nên hư hỏng như vậy. Con không phải là con trai bố nếu con không là một luật sư sao? Con cũng muốn trở thành một luật sư, kỹ sư hay bác sĩ lắm chứ. Mẹ mày và tao làm việc cật lực để kiếm tiền cho mày đi học. Con đã đi học, chỉ là con không giỏi trong việc học thôi. Bố đừng ngoan cố như vậy. Ngoan cố ư? Bây giờ con không tốt sao? Có gì không tốt sao? Vậy thì mày giỏi việc gì chứ? Bây giờ mày làm gì? Cờ bạc ư? Con kinh doanh, con là doanh nhân. Kinh doanh gì? Cờ bạc, cá độ, trộm cắp. Tất cả là phạm pháp. Mày ra vẻ là một ông chủ để lừa đảo, trộm cắp. Bố đã gửi con vào một trường học danh tiếng, vì thế con có thể kiếm tiền sớm hơn. Anh cả, và bây giờ con đang kiếm tiền. Con mua về tất cả những gì bố cần. Con đã làm gì sai? Con đã làm ra tất cả. Mày nghĩ có tiền là giỏi sao? Tao muốn mày kiếm những đồng tiền lương thiện. Con đã làm gì sai? Con đã làm gì sai? Nói cho con đi. Tao nghi ngờ những thứ này đều là trộm cắp mà có thôi. Vứt hết đi. Cút đi. Bố ơi, đi đi. Đừng quên cái này. Biến đi. Đi đi mà, anh đi nhanh đi. Từ giờ mày không phải là con tao. Mày không phải là con tao nữa. Không ai muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Nhân tự đà,
trả tiền mau đi. Ông xã, ông xã, ông làm sao vậy? Đây là phòng ngủ chúng ta sao? Phải, đây là phòng ngủ của chúng ta. Đây là phòng ngủ của chúng ta, phải. Tiền của tôi bị trộm hết rồi. Sao? Tiền của tôi bị trộm hết rồi. Chúng lấy hết rồi. Không sao ông xã, ít ra thì con chúng ta không sao. Em sẽ đi tắm cho con. Chúng mày là đồ khốn. Alo, báo tô công, anh Bảy chuyện gì? Tôi nghe nói chú định về hưu, kiếm tiền đủ rồi hả? Có một phi vụ rất hời, chỉ sợ chú không làm. Ai nói là tôi nghỉ hưu? Bây giờ tôi sẽ làm bất cứ việc gì. Tự Đà, đó là một bữa tiệc lớn đấy, chỗ cũ nhé. Nếu anh không đủ khả năng thì đừng giả vờ mua nó chứ. Sao anh giận dữ vậy? Ông anh, lấy tiền mua cái gì đó uống đi. Tôi đã làm thế vài lần rồi, đừng làm to chuyện thế, thôi mà, cầm lấy đi. Không, đừng làm nghiêm trọng lên mà, không. Đồ lùn, có gì to tát đâu chứ. Nếu anh thích chiếc xe quái quỷ đó, lấy nó về đi. Đừng để có đứa con lùn hơn anh. Thông, cậu phá két của tôi phải không? Ông gọi Tự Đá chưa? Mấy giờ rồi? Bây giờ là việc lớn đây. Tôi cảm thấy có gì không bình thường. Tôi nghĩ chúng ta nên... Ông có chuyện gì vậy? Tại sao ông luôn luôn mở thế nhỉ? Bình tĩnh nhé. Có phải anh đã phá két sắt của tôi không? Chúng làm tung tóe sơn dầu lên tôi. Chúng sơn lên trước tường nhà tôi. Hai thằng điên ấy làm hỏng tất cả. Có vụ gì không? Vụ lớn lắm. Nói đi. Nhưng vụ này không như bình thường. Không vấn đề gì, tôi sẽ làm bất cứ việc gì. Hơi phức tạp đấy. 7 triệu. Nhưng mà là 7 triệu. Sao cơ? 7 triệu. Đúng. 7 triệu. Cái gì 7 triệu cơ? Nhưng phức tạp đấy. Tôi sẽ làm. Lái xe đi, nhanh lên, nhanh. Lái xe. Đợi chút, trước tiên hãy bàn bạc chút đã. Cả hai nghe đây. Lái xe nhanh lên, nhanh lên. Để tôi nói xong đã. Không cần. Các cậu chắc chứ? Giúp tôi nào. Báo tô công, hai chúng tôi làm là được rồi mà. Lần này nhất định tôi phải tham gia. Vì sao thế? Không sao cả. Các cậu vào trong mở cửa, tôi sẽ đợi ở dưới này.
Sao rồi? Trống rỗng, họ lấy các thứ đi hết rồi. Chỉ còn ít tiền mặt ngoại tệ, không thể nào. Có thể ông ấy đang tìm két sắt. Thật là trùng hợp. Sao rồi? Ông làm gì vậy? Ông điên sao? Mang đứa bé cho ông nội nó. Ông nội nào? Anh làm gì? Ông lừa tôi. Tôi lừa anh khi nào? Ông đã cho nó uống gì? Chuyện gì thế nhỉ? Có gì đó không ổn. Chuyện gì thế nhỉ? Chú Bảy xong rồi. Cẳng tôm đúng không? Được. Ông đang âm mưu gì vậy? Ông có biết ông đang làm gì không? Chúng ta đã đồng ý rằng không bao giờ gây tội ác. Đó là tội ác. Đây là việc riêng giữa các ông lớn. Mặc kệ nó đi. Bây giờ chúng ta sẽ gửi đứa bé cho ông nó. Chỉ tốn 15 phút để kiểm tra máu thôi. Ông đã cho nó uống gì? Không gì cả. Tôi chỉ cho nó uống ít thuốc ngủ. Thuốc ngủ? Ông đùa tôi sao? Ông cho một đứa bé uống thuốc ngủ? Ngay cả kẻ trộm cũng cần lương tâm chứ. Chính ông đã nói vậy. Ông không nhớ sao? Lương tâm? Đó chỉ là sự chu đáo thôi. Đôi khi anh phải linh động một chút chứ. Đó chỉ là một đứa bé. Ông nên nói với chúng tôi trước. Tôi đã cố nói, các anh phát điên vì 7 triệu. Các anh giục tôi lái xe thật nhanh và các anh át lời tôi. Tôi có thể nói gì đây? Anh đã làm gì? Đem trả lại nó. Đem trả lại nó. Sao anh có thể nói thế được? Anh điên sao? Nói lại xem nào. Trả nó lại. Ai đã giúp đỡ các anh trong mấy năm qua? Ai đã giúp đỡ các anh trong mấy năm qua? Ai đã dạy các anh cách bẻ khóa? Ai đã dạy các anh cách mở két sắt? Các anh sẽ làm gì nếu không có tôi? Các anh biết chứ? Anh chỉ cờ bạc thôi. Còn anh chỉ biết có phụ nữ. Xin lỗi, nhưng các anh có biết vai trò hiện tại của tôi không? Biết hay không? Vợ tôi mất trí. Các anh biết điều đó. Trước mắt tôi đầy rẫy bất hạnh. Có thể mắt tôi sẽ bị mù. Anh biết tôi đang nói gì không? Anh có biết tại sao tôi đang tự mình làm việc này không? Tại sao tôi phải tự mình làm? Anh có biết không? Anh có chút sáng dạ nào không hả? Két sắt nhà tôi bị trộm. Tên trộm bẩn thỉu nào đó lấy đi của tôi 3 triệu. Tất cả số tiền của tôi đều do đi. Ai có thể giúp tôi đấy? Anh có thể không? Hay là anh? Có thể không? Ai có thể giúp tôi? Tôi đã làm gì sai? Ngay cả tôi mà chúng cũng không tha. Bao công sức của tôi đều tan biến. Tôi mất hết những gì dành dụm được. Ai giúp được đấy? Ai hả? Báo tô công. Vào xe đi. Nếu tôi không lái chiếc xe này, chúng có thể vượt tôi được sao? Khốn kiếp! Con lừa này muốn cản đường mình sao? Lại một chiếc xe muốn vượt tôi. Ngươi muốn thách thức ta sao?
lái xe cẩn thận đứa bé. Anh làm sao vậy? Để hắn vượt thì đã làm sao? Alo, anh Bảy. Anh đã đến cảng tôm chưa? Sắp rồi, còn anh. 5 phút nữa. Nhưng bây giờ có mấy con lừa đang cản đường tôi. Chúng tôi đang đọ sức với một con lừa đây. Đừng đến trễ, người mua sẽ đến đúng giờ đấy. Không vấn đề, cẩn thận. Vượt qua mấy con lừa kia đi. Đừng lo, tôi là tay đua số 1 miền Đông đấy. Thế nhé. Ông chủ, tao chỉ cần chắc chắn đứa bé thuộc về chúng ta, những kẻ khác giết. Hãy nhớ chúng ta chỉ cần đứa bé. Tôi biết rồi. Thưa ông, xin lỗi, ông đã lái xe quá tốc độ, hãy đợi một chút. Rắc rối rồi, tôi đã bảo anh đừng lái xe nhanh quá mà. Tôi nói cho anh biết, điểm thi lái xe của tôi đều dưới trung bình. Tôi cũng từng 3 lần bị tước bằng lái xe rồi. Làm sao anh là tội phạm với điểm yếu lái xe như thế? Có quan hệ gì sao? Tội phạm phải chạy trốn, trời ạ, đổi chỗ đi. Nếu có vấn đề giết tất cả bọn chúng đi. Ta chỉ quan tâm đến thằng bé thôi. Xuống đây này. Hay đấy. Anh nhìn gì thở vào đây cơ mà. Thưa anh làm phiền mở cửa kính xe ra. Mở kính xe. Cảm ơn. Cảm ơn. Hãy mở chiếc túi kia ra. Có gì trong túi vậy? Trong túi có gì vậy? Cái này hả? Vâng, xin hãy mở nó ra. Cảm ơn đã hợp tác. Anh hãy mở nó ra đi. Lái xe quay trở lại đi. Mày không thấy chúng ta có súng sao? Mày muốn nộp mạng cho cảnh sát à? Vâng, đại ca. Làm gì vậy? Chúng đang chạy trốn kìa. Đuổi theo chiếc xe đó mau. Đi nào. Một chiếc xe nữa chạy trốn kìa. Đuổi theo mau. Sao trời tối thế nhỉ? Ông quên không bật đèn pha rồi. Anh đang làm gì vậy? Xem đứa bé có sao không? Đứa bé, nó nằm trên tay tôi. Không sao, không sao. Không sao, quá tệ thì có. Ông có thể cử động không? Không, không thể. Cứ để tôi lại, cảnh sát đổi tới nơi rồi. Mang đứa bé đi. Xử lý sao với đứa bé đây? Để nó về nhà ông nhé. Anh điên sao? Không thể để vợ tôi thấy nó được. Vậy thì phải làm sao? Thôi được, đi đi, cảnh sát tới nơi rồi. Đi thôi, cảnh sát tới rồi đấy. Tôi sẽ bị tạm giữ trong vài ngày, bảo trọng nhé. Được rồi, đi nào. Báo cáo trung tâm có một vụ tai nạn ở chân núi. Cho một xe cứu thương, có thể có người bị thương. Gọi cả cứu hỏa nữa. Ông chủ, chúng tôi gặp phải cảnh sát. Tôi mất dấu đứa bé rồi. Bây giờ ta không thể tìm được chú Bảy nữa. Ta chỉ muốn đứa bé thôi. Ta chỉ cần đứa bé. Nếu mày không tìm ra đứa bé thì biết sẽ thế nào rồi đấy. Tôi hiểu rồi ông chủ. Nó muốn gì đây? Làm gì đó đi. Anh làm gì đi.
Nhanh lên, nó làm ồn quá. Nếu đánh thức bà chủ thì phiền lắm đấy. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Anh làm gì vậy? Cho nó ít thuốc ngủ, nó làm ồn quá. Nếu quá liều thì sẽ nguy hiểm lắm. Vậy thì làm gì đây? Kéo rèm cửa lại. Làm ơn đi, cháu muốn gì nào? Này, 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 anh làm gì vậy? Anh làm gì thế này? Tôi không làm nó ngạt đâu. Anh có kiến thức không vậy? Anh làm nó ngạt mất, nó chỉ là một đứa bé thôi mà. Nhưng được đấy, bây giờ nó im lặng rồi. Bây giờ nó im lặng rồi. Làm sao mà được chứ? Có hiệu quả đấy, tiếp tục đi. Đúng là có hiệu quả thật, tiếp đi, đúng rồi. Nó thích đấy, làm tiếp đi. Thay trò khác đi, nhàm chán quá. Đúng. Thế tốt hơn đấy. Anh không khóa cửa sao? Bà chủ, bất ngờ quá. Bà chủ. Tôi nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Cầm lấy. Trẻ con ở đâu vậy? Không có. Không ư? Con tôi đâu rồi? Đừng làm con tôi đau. Bà đang bế nó đấy thôi. À đúng rồi. Nó làm tôi đau quá. Ông nhà tôi đâu? Ông nhà tôi đâu? Chồng bà ư? Ông chủ. Ông ấy đâu rồi? Ông ấy đâu rồi? Ông ấy đi ăn tối rồi. Gì cơ, ăn tối ở đâu? Thẩm Quyến. Bao lâu? Một tháng. Không, một tuần. Một tuần, một tuần. Một tuần ư? Con bà đây này. Bà chủ, ông ấy không đi một tháng, mà chỉ một ngày thôi. Rồi ông ấy đi công tác rất quan trọng. Ông ấy sẽ về sớm thôi. Vâng, ông ấy nói với tôi thế mà. Vâng. Ôi bẩn quá, để tôi dọn nhé. Tôi sẽ tự dọn. Có đống quần áo kia để tôi giặt. Chồng này, để tôi làm bà chủ. Để tôi làm. Bà chủ cũng muộn rồi, bà về nhà nghỉ đi. Để tôi dọn chúng. Được, được rồi bà chủ. Về phòng ngủ đi. Hãy nhớ giặt hết đồ, tôi biết rồi. Đứa bé đâu? Chết tiệt, tôi không tắt nó được. Rút điện ra. Xin đấy, đừng khóc nữa. Chú cầu xin cháu đấy. Ta sẽ cho cháu thật nhiều tiền. Đồ ăn đây. Thịt gà thật tuyệt vời. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, tôi điên mất. Đấy, thịt gà đây, nào. Chúng ta có thể đập cho nó một phát, để nó ngủ một chút. Hoặc cho nó uống một ít bia. Nó không thể uống thuốc ngủ, nhưng có thể uống bia. Được. Chúng ta không cần cái này nữa. Hát đi, hát bất cứ cái gì, nhanh lên. Nhanh lên, anh hát gì vậy? Vậy anh hát đi. Xem đây, tôi sẽ đổi tư thế. Bản tin Hồng Kông,
Gia đình họ Lý nổi tiếng tối qua đã bị trộm đột nhập. Trưởng quan, xin lỗi, trưởng quan à, làm ơn giúp tôi một việc. Alo, Tự Đà, bật tivi lên đi, làm ơn ngay đi, cảm ơn. Theo một tạp chí kinh tế phát hành tháng trước, tổng tài sản của gia đình họ Lý là hơn 50 tỷ. Thấy không? Đó không phải là con cá nhỏ đâu, mà là cá rồng đấy. Chúng ta sẽ nâng giá. Hãy đợi tôi xem xét lại giá cả. Chúng ta phải đợi bao lâu? 8 đến 10 ngày, hãy kiên nhẫn. Họ đang kiện tôi phá hoại rào chắn và lái xe quá tốc độ. Tôi sẽ về trong khoảng 8 đến 10 ngày nữa. Cái gì? Chúng tôi sẽ đưa thằng bé này cho ai? Không ai cả, hiểu chưa? Đợi tôi, hẹn gặp lại. 8 đến 10 ngày, ôi không. Nó lại đáy dầm rồi kìa. Nhanh nào. Nhanh nào, đừng khóc, bé ngoan. Im lặng nào. Cẩn thận, đừng động vào tôi, áo tôi bẩn hết rồi. Đừng, để tôi bế nữa, tè lên hết áo quần rồi. Ăn nào bé ngoan, 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 ăn nào. Anh không nên cho cháu ăn bừa bãi chứ. Cháu mấy tuổi rồi? Mấy tuổi? Vâng, chắc nó được 5 tháng tuổi rồi. Ai là bố đứa bé? Anh ta. Tôi hiểu, các anh là... À vâng, chúng tôi là... Tôi không kỳ thị người đồng tính. Đó là lựa chọn của các anh. Các anh không thể mua thứ này được. Cái này cho trẻ trên 3 tuổi. Không, hàm lượng canxi không đủ, sẽ không tốt đâu. Nhưng cái này cỡ lớn quá, trẻ sẽ khó đi tiểu. Không, cái này dành cho mẹ cho con bú. Tôi chỉ muốn cháu thấy thoải mái hơn. Phức tạp quá, chị giúp chúng tôi với. Việc này cũng khá là phức tạp mà. Nuôi trẻ lúc nhỏ là rất quan trọng. Anh cho nó ăn gì, dạy gì đều ảnh hưởng đến sau này cả. Anh phải thật thận trọng. Tôi có một khóa học cho anh đây. Cầm lấy, mang về nhà mà xem. Ồ, cảm ơn. Nhưng tấm tã MC này là để làm gì? Tấm tã MC? Có hai loại, có cánh và không có cánh. Sử dụng ban ngày và ban đêm. Anh mua loại nào? Loại đêm không có cánh. Còn tôi loại đêm có cánh. Được. Nào nào. Anh làm đặc quá. Sữa không chảy ra. Đây rồi, đi thôi. Này, cảm ơn. Còn cậu sang học một lớp khác đi. Lối này, thưa anh. Cô giáo, giúp tôi với. 1, 2, 3. Đúng. Nâng lên và thả lỏng. Tôi không hiểu. Cô giáo có thể chỉ lại cho tôi được không? Được, mọi người cứ luyện tập đi. Anh có thể dạy vợ anh khi ở nhà. Đầu tiên giữ cho lưng thẳng. Giữ sức ở chân, hông và đùi. Giữ lưng thẳng hả? Phải. Thế này là được hả? Đúng vậy, anh thấy rồi đấy. Nếu chỗ này là thẳng là được. Dễ thương quá, cháu bé mấy tuổi rồi? Có lẽ là 2 tháng. Chỉ 2 tháng sao có thể lớn thế được? Mẹ nó đâu? Cô ấy đi công tác. Anh phải tự chăm sóc nó sao? Vâng, tuyệt thật. Đừng khóc bé ngoan, dễ thương quá. Vợ anh là người ngoại quốc hả? Trông cô không giống người Hồng Kông lắm. Tôi đến từ Sơn Tây. Tôi học y tá ở Bắc Kinh. Tôi đến Hồng Kông dạy một khóa học. La 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 la
bán đạt thông. Khốn kiếp, lúc nào cũng thua. Tôi đã bảo rồi mà, lúc nào cũng mất tiền. Vui không? Thích không? Vui không? Thích không? Này, cậu điên sao? Tố Phần, tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô thời gian qua. Nếu không gặp cô, chúng tôi không biết phải chăm sóc đứa bé ra sao. Bác Đạt Thông và tôi đều biết ơn cô. Tôi thực sự cảm ơn cô. Anh có tin làm thế sẽ cứu được anh ta không? Alo, Yến à? Đã làm xong việc anh bảo chưa? Đừng tới đó nếu anh không có thời gian. Hiểu chứ? Mình có nên gọi cho cô ấy không? Có phải mình xử sự không tốt không? Tôi là Bách Yến. Bây giờ tôi không thể trả lời điện thoại được. Xin hãy để lại lời nhắn. Alan, nhân tự đà, lâu quá không gặp, anh có con rồi à? Đừng đụng vào nó. Đạt đi, đạt đi. Đừng khóc, con thấy vui lắm hả? Tự đà chơi hay không hả? Sao anh lại mang trẻ con đến đây? Ra ngoài đi, ra ngoài. Là một người đàn ông rất khó khăn, tình cha con sẽ theo anh suốt đời. Những hành động đó có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Phải cẩn thận đấy. Tự đà, anh có chơi không vậy? Tôi không chơi nữa. Hết tiền rồi sao? Đồ quỷ, đừng khóc nữa. Con thực sự là một thiên thần sao? Tôi không biết mà. Tôi đã liên lạc với Bao Tô Công cả đêm rồi. Tôi sẽ giữ lời hứa. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà. Tôi muốn con tôi trở lại. Thả tôi ra. Ôi không. Tôi chỉ biết ông ta có hai đệ tử. Một tên là Nhân Tự Đà, một tên là Bát Đạt Thông. Thả tôi ra. Nhân Tự Đà, Bát Đạt Thông. Bất luận thế nào cũng phải tìm ra chúng cho ta. Đại ca, em thấy chúng rồi. Rất tốt. Sau đó chúng ta thay tã. Mở tã ra, lật mặt có hình vẽ xuống.
Có phải anh là nhân tự đà? Hãy ra cho tôi đứa bé. Đứa bé nào? Nói cho tao biết nó ở đâu rồi. Giữ nó hộ tôi một lúc. Tôi không biết ai là chú Bảy. Đừng vờ vịt. Chuyện gì vậy? Họ nói muốn đứa bé. Tôi là mẹ đứa bé, muốn tìm tôi hả? Mày điên hả? Mày muốn chết sao? Đi đi. Đi đi. Anh làm gì vậy? Chỉ là nhảy xa quá thôi. Chúng nói cái gì vậy? Ai biết được chứ? Chúng chạy mất rồi. Nhớ chưa? Được rồi. Đại ca, bấm chuông và nó sẽ ra mở cửa. Tôi sẽ té sơn vào hắn. Hãy dùng chiều cao của mình. Khoan đã. Nhân tự đà, đừng dùng một cô gái và đứa bé ra làm lá chắn. Bọn ta không tha cho mày đâu. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi là bạn thân của Tự Đà. Tự Đà không có nhà. Anh quay lại sau nhé. Không thành vấn đề, vào trong đi. Này, tôi là anh trai cậu ấy. Cô khỏe chứ? Này, không có ai thật. Cici, tôi sợ. Cô không sợ phải phẫu thuật sao? Tôi có nên nói với anh ấy sau không? Hãy cho anh ta xem kết quả siêu âm và nói với anh ta. Nằm yên nhé. Cô tìm ai? Tôi muốn gặp Bát Đạt Thông. Anh ấy không có nhà, cô có thể quay lại sau. Thôi, vào nhà đi. Nhân tự đà. Cậu hãy về kiểm tra đứa bé đi. Có chuyện gì với anh thế? Đau răng. Sao Bát Đạt Thông đi vội vậy? Cậu ấy cần đi vệ sinh. Cả hai sống ở đây sao? Vâng, tôi cũng muốn đến thăm. Mạc Sở Địch. Bát Đạt Thông, Nhân Tự Đà. Sao em lại đến đây? Mỗi lần anh gọi em đều phải để lại tin nhắn. Hãy đi đi, cả hai anh nữa. Đứa nhỏ đâu? Trong phòng anh. Họ là ai? Hãy trông chừng họ. Phòng tôi lộn xộn lắm. Tại sao có lắm sơn đỏ thế? Tôi cũng muốn sơn lại phòng. Chuyện gì vậy em dâu?
Ôi trời, hãy nói cho cảnh sát vấn đề của em đi. Có chuyện gì vậy cô gái? Chúng ta hãy vào trong đã. Nhân Tự Đa, nếu có bất kỳ vấn đề gì chúng tôi có thể giúp đỡ cô. Đó là một tên cảnh sát, lên mấy nhà đi. Ngồi xuống rồi kể tôi nghe. Để tôi giới thiệu nhé, đây là bạn tôi, trung sĩ Mạc Sở Địch, anh ta là anh họ của tôi. Còn anh ta là em trai họ tôi. Chúng tôi tới đây để đòi nợ nó. À không, để thăm nó. Mặt anh chỉ là một tác phẩm nghệ thuật thôi mà, trung sĩ. Sao ở đây có nhiều đồ trẻ con thế? Anh biết đấy, cái cậu Bát Đạt Thông, cậu ấy lăng nhăng mà có nhiều bạn gái lắm. Cô ấy có con. Thế thì tôi không giúp được anh rồi. Bạn anh Bát Đạt Thông đâu rồi? Chắc cậu ta trong nhà vệ sinh. Tôi cũng muốn xem nhà vệ sinh. Anh cũng muốn xem à? Tôi đang làm nhiệm vụ mà, có liên quan đến anh đấy. Tôi đã không còn làm những việc đó lâu rồi. Ra đi Bát Đạt Thông, trung sĩ Mạc có việc muốn hỏi anh. Bát Đạt Thông này. Bát Đạt Thông, sao lâu vậy? Bát Đạt Thông, đây, anh xem đi. Không, cảm ơn, nặng mùi quá. Anh có bạn ở đây này. Bạn ư? À, anh ấy là anh họ lớn của tôi. Tôi là anh họ. Được, hãy để cả ba anh em nhà cậu nói chuyện với nhau đi. Các anh không biết nhau à? Họ biết nhau mà. Bác Đạt Thông, để ý đến công việc. Sao cô vẫn còn ở đây? Tôi chưa bảo cô đi sao? Cái gì đấy? Tôi không muốn nói chuyện với cô, đi đi. Anh, này. Thật là phức tạp. Vâng, rất phức tạp. Tôi biết anh cũng lâu rồi, Tự Đà. Nhưng không biết anh lại có một người anh em ngoại quốc đấy. Anh biết bố tôi là thủy thủ mà. Ông ấy từng đến Ấn Độ. Nếu vậy thì anh ta là anh em ruột với anh sao? Đâu phải anh em họ. Ông nội chúng tôi cũng là thủy thủ. Anh sao thế? Anh sao thế? Tôi chỉ hơi mỏi cổ, co giật. Co giật ư? Gì thế? Giúp tôi! Đứa nhỏ, giữ chặt lấy. Giúp tôi với, Tự Đà. Cả hai anh cũng giúp đi. Tôi cũng muốn, nhưng tôi không thể. Bát Đạt Thông. Bát Đạt Thông, cậu không thoát được đâu. Nhân Tự Đà, cậu lộ tẩy rồi. Để tôi giải thích, vào đi. Ôi trời ơi, bắt tất cả chúng lại, đi đi. Đứng lại. Oh!
cẩn thận cái đầu. Để tôi giải thích. Để tôi giải thích. Về đồn giải thích đi. Khi tôi xong việc tôi sẽ đầu thú với cảnh sát. Tôi không tin. Anh không sao chứ? Lo cho chính mình đi. Lại đánh vào đầu nữa sao? Nhân tự ra. Tôi đã cảnh báo anh trước rồi nhé. Nhân tự đà, anh sẽ bị bắt thôi. Chạy mau lên. Dừng lại. Tôi xin lỗi. Dừng chiếc xe lại. Dừng lại. Dừng chiếc xe lại. Dừng chiếc xe lại. Cảnh sát, tôi cần dùng chiếc xe của cô. Đi đi nào. Gì cơ, đây không phải là xe của tôi. Tôi vẫn đang học lái. Tôi sẽ nói với cảnh sát giao thông cho cô lấy bằng lái. Đi đi. Thật không? Thật mà. Anh nhớ đấy nhé. Trước đây cô từng lái xe gì? Xe tải hạng nặng. Có ai đó đang bám theo chúng ta. Chúng muốn cướp chiếc xe này. Thật sao? Ta phải làm gì đấy? Đừng lo. Gọi chi viện đi. Yêu cầu chi viện. Sở chỉ huy, sở chỉ huy. Chúng tôi là sĩ quan 3321 Danny. Có người muốn cướp chiếc xe. Dừng chiếc xe lại. Người coi ta là ai hả? Ta biết người là cướp. Người dám tấn công ư? Đồ ngốc, ta sẽ đá người. Tốt lắm. Tốt lắm, gần hơn, chậm lại. Chậm lại, chậm lại. Một tên khác ư? Là một chiếc mô tô. Dừng chiếc xe lại. Hấp dẫn thật. Gần hơn đi. Cảm ơn nhé, cảnh sát trưởng sẽ gửi thư cho cô. Tạm biệt. Kia kia, nhanh. Cẩn thận. Tiếp tục đi nào. Sắp được rồi.
một chút nữa thôi. Đụng vào, đụng vào, đụng vào. Xe tôi rồi. Ổn rồi, đừng khóc, đừng khóc. Chúng ta an toàn rồi. Chúng ta an toàn rồi. Không ngờ cứu viện đến nhanh vậy. Đó là vì cậu mà. Cậu từ đâu đến chứ? Từ núi Bách Bách. Ta là cảnh sát cậu bé. Cho chú mượn chiếc xe của cháu. Đồ con nít. Nói lại xem nào, thằng bé kia. Mọi việc ổn rồi, có gì cứ nói với tôi. Cảm ơn anh nhiều. Tôi là Bát Đạt Thông, nếu cần gì xin để lại lời nhắn. Bố, đưa nó cho anh cả để trả nợ. Bố, chúng ta cứ đưa cái đó trước. Anh Bảy, sao lại trở thành que kem thế này? Anh Bảy, tôi nghĩ chúng ta không nói đến tiền trong việc này. Dù gì, ông tin tưởng tôi. Với lại, chúng ta hãy nói về tình bạn. Tôi sẽ không đòi cao hơn đâu. Ba mươi triệu, anh giao cho tôi đứa bé. Chúng ta đừng nói đến tiền bạc, như ông nói. Ai vậy? Anh đây. Anh cả, anh về rồi hả? Con nhà ai mà khóc dữ vậy? Em trông chừng nó giúp anh. Sao? Anh có biết thằng bé lên cơn sốt không? Sốt ư? Vâng, phải làm sao đây? Đưa nó đến bác sĩ đi. Được, để anh. Nhanh lên, alo. Báo thu công. Tôi ra rồi, tốt quá. Anh đang ở đâu thế? Tôi đang đến bệnh viện. Anh đến đó làm gì? Thằng bé bị ốm. Gọi Bát Đạt Thông đi, gặp anh ở bệnh viện. Cẩn thận đấy bố. Anh cả. Bố cẩn thận. Bố làm sao vậy? Khi em gọi anh, bố đang ở bệnh viện. Nhưng anh không để ý. Con xin lỗi bố.
chăm sóc cho bố nhé. Bố không sao chứ? Nhiệt độ đã giảm rồi. Bác sĩ bảo không sao rồi. Cảm ơn. Không sao, anh có thể yên tâm rồi. Anh không cần nói gì với tôi đâu. Nói gì thì lần này anh đã cứu cháu bé. Này, cảm ơn. Để tôi lấy cho anh ít thuốc, chờ tôi. Được, cảm ơn. Lại đây. Tôi sẽ nói cho hai anh biết. Anh có biết về con cá rồng này không? Nó có giá bao nhiêu? Tôi cho các anh đoán 3 lần đấy. 30 triệu đấy. 30 triệu. Đây là 5 triệu tiền đặt cọc. 3 tiếng nữa hoàn thành giao dịch, chúng ta sẽ có 30 triệu. Tôi mua một ít nho cho nó đây. Bác sĩ bảo nó không sao rồi. Gì thế? Sao các anh hành động như đàn bà thế? Có chuyện gì sao? Cái gì đây nào? Nó có thể mua được cả mấy chiếc ferry đấy. Các anh đang nghĩ ngợi gì thế? Nó là cả một sòng bạc ngầm đấy, lớn hơn cả Bắc Kinh. Chúng ta giàu rồi. Bất kể các anh có mục đích gì, có bất cứ yêu cầu gì, tôi chỉ hy vọng các anh đừng làm tổn thương đứa bé. Không có gì đáng xem đâu. Anh sợ cô ta sẽ nhận ra anh sao? Hay anh sợ cô ta sẽ nhận ra thằng bé? Này, đứa bé này, tôi cần hít thở một lát. Có 100 đứa bé ra đời ở đây mỗi ngày. Có 100 đứa bé như vậy, không ai nhận ra được đâu. Xem đây, hàng đặc biệt. Đuôi cá hồi bạch tuộc vàng thử đi, chỉ có 60 đô la thôi. Nhìn đây thử đi ông, hàng đặc biệt có cả cá hồi, đuôi cá hồi và bạch tuộc vàng chỉ 60 đô. Thử nhé cậu bé. Giọng cô nhỏ quá, liệu có ai tới chứ, nói to lên. Đặc sản mới năm 2006, món sashimi. Chúng ta có tôm, đuôi cá vàng và bạch tuộc cá mực. Chỉ 60 đô la. Thử đi ông ơi. Đặc sản mới năm 2006. Đặc sản mới năm 2006 đây. Alo. Vợ ơi. Anh xin lỗi. Anh không thể là chồng em được. Tạm biệt. Phòng này thưa bà. Mình ơi, mình gọi em đến bệnh viện. Chuyện gì đã xảy ra thế? Mình à, mặt anh sao thế? Sao kính anh lại vỡ? Một chiếc xe đạp tông vào anh khi đi trên đường đến bệnh viện. Chỉ vỡ một bên thôi. Mai mua cho anh cái mới. Nhắm mắt lại đi, anh sẽ tặng em một món quà. Đừng nhìn trộm đấy. Lại đây, anh sẽ cho em thấy một thứ em rất muốn. Sẵn sàng. Được rồi, đặt tay xuống. Tay này. Mở mắt ra, đừng làm nó sợ. Mở mắt ra. Đừng làm nó sợ đấy. Con ngoan. Mình à,
Em đã làm anh khổ nhiều năm qua. Đừng ngốc thế. Anh luôn hạnh phúc vì có em. Em biết mà. Em là người vợ tốt nhất trong đời anh. Đừng nói to, em làm nó sợ đấy. Tôi sẽ đưa nó về cho mẹ nó. Nên gói ghém một ít sữa bột trước. Là một đứa bé thật là tốt. Có thể ăn, uống, ngủ. Thực sự tuyệt vời khi là một đứa bé. Không phải lo nghĩ điều gì, phải không? Đúng. Tại sao cô lại tin tôi? Cô biết tôi là tội phạm mà vẫn kết bạn với tôi. Vì tôi tin anh ngay từ lần đầu gặp anh. Anh sẽ là một người tốt nếu có cơ hội được làm lại tất cả từ đầu. Nếu cho anh một cơ hội, anh sẽ vẫn là một kẻ phạm tội sao? Quá muộn rồi. Không, ngay từ giờ hãy làm lại từ đầu. Chưa quá muộn đâu. Hãy nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi. Hãy nhìn tôi. Nhìn vào mắt tôi đây này. Tôi tin anh. Ta là mẹ. Bố kia kìa. Đủ rồi. Mẹ. Bố. Bố. Anh biết tên nó không? Biết hay không thì sao chứ? Tôi muốn biết nó sẽ trở thành... Anh nghĩ nó sẽ trở thành người như thế nào? Alo, tôi đang lấy tiền. Mang đứa bé đến đây. 5 phút nữa tôi đón anh. Chờ đấy. Mở cửa. Đứa bé đâu? Đưa nó cho tôi. 30 triệu. 30 triệu đấy. Đưa nó cho tôi. Nghe đây, cứ 4 tiếng phải cho nó uống sữa một lần. Hãy dùng tay thử nhiệt độ rồi mới cho uống. Nếu không anh sẽ làm nó bỏng. Và mỗi ngày lúc 12 giờ trưa nó uống một ít nước cam tươi, nghe không? Nó không có răng nên khó tính lắm. Kể cả trái cây cũng làm nó đau cổ họng. Nếu anh phải cho nó ăn thức ăn rắn, hãy nhai nó trước. Anh nhiều lời quá đấy. Và nhớ bế bằng tay trái nếu không nó khóc đấy. Cho nó ăn ít cháo mỗi buổi chiều, cho một ít thịt nên nấu nhừ. Không quá nóng, cũng không quá nguội, chia thành hai lần. Được rồi, đưa nó cho họ đi. Đưa đứa bé cho họ đi. Được. Cẩn thận. Tôi biết. Cầm lấy chai sữa cho nó này. Nhiệt độ rất hoàn hảo đấy. Đừng rung đứa bé. Cho nó ăn đúng giờ. Được rồi. Liệu nó có sống được qua đêm nay hay không còn chưa biết đấy.
Ông nhìn cái gì? Đi đi. Chúng ta đi thôi. Họ muốn làm gì vậy? Đừng lo, họ là y tá, bác sĩ chăm sóc ấy mà. Chỉ là vấn đề cá nhân thôi. Ngày mai nó sẽ được đưa đến chỗ ông nội. Anh có thể mua một chiếc xe mới, một sòng bạc. Chúng ta giàu rồi, đi nào. Đi nào. Xong rồi, bế lên trên đi. Bố đến đây, mẹ đến đây. Bảo vệ đứa bé. Đưa nó cho tôi. Không liên quan đến chúng tôi. Tôi biết, đưa nó cho tôi. Con ngoan, ổn rồi. Báo tổ công, đợi chúng tôi. Mở cửa. Mở cửa. Đưa nó cho bọn tao. Bật máy lên. Mau. Cho người đến khu vực Ferris. Vâng. Con ơi. Con ơi. Con ơi, ngồi yên đó, mẹ tới đây. Ngồi yên đấy nhé, mẹ đây, con. Ngồi yên đó. Ngồi yên đó được không?
Con còn cười được sao? Tuyệt lắm Tự Đà. Tôi sẽ hôn anh một cái khi tôi xuống. Bọn ngu ngốc, đừng làm đứa bé đau. Chạy, chạy đi. Bắt hắn lại. Con vui lắm sao? Đi nhé. Lấy đứa bé lại, mau lên, chiếc khác. Đừng lo, chờ chút ta sẽ lấy nó cho con. Nhân Tự Đà, tao chỉ cần đứa bé. Nếu mày không ra tao sẽ ném nó xuống. Ai cũng sẽ phải chết, đừng nghe lời hắn. Bố nó, mang con đi đi, mặc tôi. Tôi không tin chúng dám giết tôi đâu. Nhân Tự Đà, tao đếm đến 10, tao sẽ ném nó xuống đấy. 1, 2, 6, 7. Cái gì? 6, 7, còn 3, 4, 5 đâu? 8, 9, 10. Dừng lại. Dừng lại! Lấy đứa bé đi! Anh nghĩ ra cái của nợ này vậy? Ông chủ, đứa bé đây. Nó dễ thương quá. Đừng khóc, cười đi nào. Cháu là cháu nội ta, biết không? Đừng khóc, mẹ đây, mẹ đây. Bố đây, mẹ đây. Đừng khóc. Đừng khóc, đừng khóc. Bế nó bằng tay trái, không nó khóc đấy. Anh đúng đấy. Các anh không cần tiền. Tôi có thể hiểu lý do. Nhưng nó là của tôi. Nếu muốn sống, hãy đi khỏi đây mau. Cười lên nào, cháu nội của ta. Được, sau khi có kết quả, chúng ta sẽ đi Brazil. Ông là ai? Ta chỉ muốn con ta sống lại. Ta không quan tâm đến cái gì khác. Ông có biết mẹ đứa bé sẽ đau khổ thế nào khi mất nó không? Đau khổ ư? Vậy cái chết của con trai tôi thì sao? Khi Kiến Bàng còn nhỏ, mẹ nó đã mất. Tôi đã hứa là sẽ xây một khu giải trí cho nó. Tôi đã làm. Và hứa xây một trường đua cho nó. Nhưng mới chỉ hoàn thành một nửa thì con yêu tinh đó đã giết chết nó.
ta đã mất con trai, làm sao có thể mất luôn cả cháu nội? Đứa bé này là lý do để ta còn sống trên đời. Ông có biết mẹ nó cũng có cùng cảm giác như ông không? Sao ông nỡ chia cách họ? Nếu nó không phải cháu nội ông sẽ làm gì? Ông chủ, đây là kết quả. Được. Đi đi. Ông ta làm gì vậy? Này, ông ta làm gì thế? Tôi không biết. Bố đã tìm thấy nó. Nhưng nó không phải là con của con. Đã đến lúc uống thuốc. Chuẩn bị thuốc. Cẩn thận ông chủ. Hãy cho đứa bé này đi theo con. Cẩn thận ông chủ, đừng đóng cửa. Cẩn thận ông chủ. Ông làm gì với đứa bé rồi? Ông làm gì với đứa bé rồi? Lấy tiền và đi đi. Ta sẽ làm một nhà băng lớn ở đây. Đúng, ta sẽ làm. Ta sẽ làm một nhà băng. Anh sao vậy? Tự đi đi. Đồ vô dụng. Sao nhanh vậy? Anh thấy rồi chứ? Hai cao thủ chết tiệt. Sao chúng chưa đi vậy? Ném chúng ra khỏi đây. Khoan đã. Yeah.
cay quá. Quay nó đi. Bạn đã thông, đứa bé không khóc lâu rồi. Tôi biết rồi. Đầu trọc, tao ghét đầu trọc. Mùi thơm chứ, nó còn tươi đấy. Con ơi, bán đạo thông. Con ơi, con trai, con ngoan. Con ngoan. Nó sao rồi? Cởi áo ra. Con ngoan, cố lên con ơi. Con ngoan, cố lên. Mạnh lên. Con ơi, cố lên nào. Mạnh lên.
cho chúng ít sữa, đưa tôi. Xem có thể mở được cửa không? Không có khóa, tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Thông nhân tự đà, anh ổn chứ? Mở cửa ra. Chỉ có ông chủ mới biết cách mở nó thôi. Cái gì? Chỉ có ông ta biết sao? Ông ta hóa điên rồi. Báo thủ công, hãy mở cửa đi. Làm sao mở được nó đây? Nó là khóa máy tính. Nó có 4 triệu mã. CIA đang dùng loại khóa này. Tôi không hiểu ông đang nói gì. Mở cửa đi, tôi gọi cảnh sát rồi. Gọi cảnh sát đi. Không được chạy, anh kia, không được chạy. Im lặng, đừng đụng đậy. Âm thanh cái quạt to quá. Tắt nó đi. Cả cái tủ lạnh nữa. Tắt cái tủ lạnh đi. Máy điều hòa. Tắt máy điều hòa. Nín thở đi. Nín thở. Tôi nói nín thở. Im nào. Được chưa? Sao không mở ra đi? Đừng đụng vào. Sao không mở ra? Tại sao? Vì nó có phích cắm ở đây. Chết tiệt, chẳng có gì để làm với cái phích cắm đó cả. Đừng kéo. Nó mở rồi. Nó mở rồi. Anh chậm chạp quá. Cứu đứa nhỏ. Cứu đứa nhỏ. Đứa nhỏ sao rồi? Anh đã nói sẽ giảm nhẹ tội cho tôi đấy. Được rồi. Tìm một chiếc xe đi. Đừng chết. Xe kia, khởi động nó. Con ngoan, đừng chết. Đừng chết. Uống sữa này con trai. Dậy uống sữa nào. Dậy uống sữa nào. Đừng lo. Thank you.
Con yêu uống sữa đi. Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy. Đừng chết. Đừng chết. Đừng chết con ơi. Đừng chết. Mở nào, mở máy ra. Đừng chết, động cơ ở thùng máy. Một, hai, ba. Một. Một, hai, ba. Cố lên, một lần nữa. Một. Hai. Ba. Bắt họ lại, chặn mọi lối vào, không cho ai vào hết. Vâng, sếp. Dừng lại, không sao cả, để họ đi. Không sao, để họ đi. Mạch đập 80. Nhưng phải xíu xíu. Pulse 80. Kiến Bang, cảnh sát đây, đừng cử động. Quay lại đi, Kiến Bang. Bố sẽ chơi với con, Kiến Bang. Kiến Bang. Anh xin lỗi mình à. Bảo trọng nhé. Anh nghĩ tiền là quan trọng, nhưng anh đã sai rồi.
Nếu có kiếp sau, anh sẽ vẫn cưới em. Và có thật nhiều con cái. Anh yêu em. Vợ à, khi anh ở trong tù lúc nào anh cũng nhớ em. Anh biết thật là khó để em quên đi một kẻ tội lỗi như anh. Anh hối hận lắm. Nếu có thể làm lại từ đầu, anh sẽ luôn yêu thương em. Bố, trước đây con ham mê cờ bạc, mang rất nhiều phiền toái về cho gia đình. Mặc dù con không có lấy một chiếc xe tốt, con nghĩ nếu may mắn và có tiền thì có thể thắng được sự tự trọng, thắng cả thế giới. Cuối cùng con mới biết rằng con đã đánh mất gia đình của mình. Con xin lỗi, bố. Vĩnh biệt. Chúng ta sẽ có nhiều con cái chơi trong vườn, cùng nhau nuôi dạy chúng. Chúa tha thứ cho tội lỗi của họ. Nhân danh Cha Con và Thánh Thần. Amen. Bắn! Theo luật của chính phủ về án tử hình, án tử hình dành cho những kẻ tội ác vô đạo đức. Được rồi, các bạn thấy đấy, là một con đường dẫn đến cái chết. Tôi nghĩ các bạn đã biết về sự trừng phạt. Tôi hy vọng các bạn sẽ ủng hộ. Hãy cho những tù nhân của chúng ta một tràng pháo tay nào. Cảm ơn. Chỉ có nước trà thôi, các bạn cứ tự nhiên nhé. Chú ơi, lại đây, hai cháu sinh đôi. Thế nào? Anh tuyệt lắm, tự đà. Bố đâu? Kia kìa. Mình ơi, anh diễn tuyệt lắm, rất tuyệt. Không phải sự thật mà. Đều không thật sao? Thế câu nói anh yêu em thì sao? Cái đó thì đúng. Anh yêu, mình ạ, chúng ta sẽ nhận 10 đứa con nuôi. Nam Phi, Trung Đông, Đức, Cameroon thì sao? Em hạnh phúc quá. Em đang mang thai, đừng mang đồ nặng để anh cầm cho. Đừng trông phiền não vậy chứ. Đừng làm con chúng ta yếu chứ. Anh tồi lắm. Bác sĩ nói con chúng ta rất khỏe mạnh. Em quên mất là có một cuộc hẹn với khách hàng. Đàn ông hay đàn bà? Chỉ có đàn ông và đàn bà trên thế giới này. Em chỉ được gặp đàn bà thôi sao? Không. Không gian. Không gian, ừ, anh ở đây có rất nhiều không gian. Được rồi, cảm ơn đã đến thăm tôi. Cảm ơn đã chăm sóc bố tôi. Anh ở trong này có quen không? Có gì mà không quen chứ. Đâu phải lần đầu ở tù. Tôi hứa đây là lần cuối cùng tôi ở tù. Tại sao anh lại hứa với tôi? Tôi hứa với bố tôi. Bố. Nhân tự đà. Trung sĩ Mạc. Lần này anh may đấy. Tòa án đã xem xét đến thực tế mà giảm nhẹ hình phạt cho các anh. Cảm ơn rất nhiều. Hãy xem ai đến thăm các anh kìa. Con trai. Con ơi. Con ơi. Cho chúng tôi ôm cái nào. Bế cái nào. Lâu lắm rồi không gặp. Tôi chưa có cơ hội nào nói lời xin lỗi với các anh chị. Tôi xin lỗi. Tôi hiểu. Nếu không phải là các anh, cháu bé có lẽ đã không sống được. Tôi không biết các anh thích gì. Gì vậy? Tôi muốn thuê các anh. Thuê chúng tôi. Tôi muốn các anh trở thành chuyên gia bảo vệ. Anh là nhân viên bảo vệ nhà riêng. Anh là lái xe. Tôi mà là bảo vệ thì không ai có thể đột nhập được. Chăm sóc trẻ em. Tôi muốn lái một chiếc xe thể thao. Các anh thích chứ? Vâng. Chúng tôi sẽ đợi đến khi các anh mãn án. Hôm nay kết thúc ở đây. Các tù nhân trở lại phòng giam. Này, con của tôi. À, cô Lý. Chúng tôi vẫn chưa biết tên đứa bé. Tên là Matthew. Còn tên Trung Quốc là Lý Gia Thành. Lý Gia Thành.
哈哈哈哈哈哈。